Cận cảnh sinh hoạt của gần 300 người tại khu cách ly trường quân sự Cần Thơ, 292 người cách ly tại trường quân sự thành phố Cần Thơ, được chăm sóc theo dõi y tế kỹ càng và phục vụ ăn uống đảm bảo theo tiêu chuẩn của quân đội. Trưa 2 tháng 3, Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện, tại có 292 người đang cách ly tập trung tại trường quân sự thành phố Cần Thơ, trong đó có 29 người đến từ thành phố Digu. 5 người đến từ San Hàn Quốc, 255 người đến từ Hàn Quốc. Khu vực cách ly gồm hai dãy ký túc xá, các phòng, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Những người bị cách ly đều, được chăm sóc y tế bởi lực lượng quân y. Mỗi công dân cách ly có tiêu chuẩn ăn là 57.000 đồng một ngày, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Dụng cụ, đồ, dùng phục vụ trong nhà bếp sau khi tẩy rửa đều, được mang ra phơi nắng. Mỗi người, tại điểm cách ly đều, được cấp phát một bộ đồ ăn, và đồ, dùng sinh hoạt riêng, đến giờ cơm, cán bộ, sẽ trực tiếp mang cơm phân phát đến mỗi phòng, sau khi ăn cơm xong, người dân tự vệ sinh, và mang chén bát ra phơi nắng. Sinh hoạt mọi người ở đây khá thoải mái. Một bạn sinh viên chơi game, hoặc tranh thủ tán gẫu cũng người thân. Hàng ngày, sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt mỗi người 3 lần, vào lúc 6 giờ sáng, 16 giờ chiều, và 20 giờ tối, tính đến thời điểm hiện. Tại, tình trạng sức khỏe của mọi người đều ổn định. Chưa ghi nhận dấu hiệu nào liên quan đến COVID-19, đại tá Trịnh Hoài Văn cho biết. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi, tôi sẽ tiếp thu ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.